Mình chạy để thử cái xe full turbo nha, làm mà full có nồi thái nha. Chạy bao nhẹ bốc anh em vô mày với thằng Vũ rồi chơi rồi hả? Bố thái nha. Nhẹ nhàng thôi, không có phải là rồi. Chào anh em full chờ 110 nha. Sẵn đây đang thành làm cái nồi, mình quay lại cho anh em tham khảo luôn. Xe chạy bị tình trạng là lì nồi nha, lì nồi với hao xăng ha. Nóng máy thì quay lại đây cho anh em tham khảo cái nồi cũ của chủ xe. Cái nồi này thì có làm rồi nha, làm rồi mình tiến hành làm lại thôi. Thì cái chuông nồi nó bị sọc huyết lại vớt rất nhiều lần rồi, mỏng cái chuông này nha. Đó. Bố thì bố dán. Cho nên chủ xe quyết định là đi phun cái bố thái luôn. Đó, bố mỏng cái chuông dán ha. Hai cái nồi sau thì nó bị vớt mỏng rồi. Mình thấy là bị vớt lõm xuống khoảng mất 1 ly này nha. Nói chung là nó không còn cái độ ép như độ ép ban đầu nữa. Đó, thì cái nồi này thì mình sẽ đi lại cái dung nồi mới chủ xe cho có độ đàn hồi tốt nha. Bố sắt thì chủ xe thì bị mòn chai rồi, em thấy là mòn, bố mòn chai rồi ha, nó không còn cái độ bám nữa. Đó, nó trơn nhẵn nha. Đó, thì cấu hình này thì mình sẽ đi phun cái bố mới chủ xe, thì quay lại cho anh em tham khảo luôn. Đây thì đi phun chủ xe là bốn lá bố thái mới nè, bố mới 1, 2, 3, 4 ha. Đó, mới trên 100 vinh thái chủ xe. Phun sắt lại đi rin sắt ba cái mới nha, ba cái sắt mới chủ xe. Đó, 1, 2, 3 ha. Bao đẹp cho anh em ha, trước sau như một nha. Rồi cái bố sau thì mình không có đi dán, bố gà mình không dán, mình đi phun bố thái chủ xe bố mới luôn nha. 1, 2, 3 ha. Đó, ba cái mới chăm mới đẹp chăm, bố dài một mình cho anh em luôn. Đi chủ xe phun một cái chuông nồi mới nè, mới kia ha, mới bao giờ cho anh em. Đó, chuông nồi mới đẹp cho anh em ha. Rồi cái phần nhôm nồi thì mình đi chủ xe là phun cái bộ mới vào chủ xe với sơn nguyên nha, trắng đẹp như ngọc trinh luôn anh em ha. Đó, phun mới luôn. Đó. Rồi cái lò xo mình đi chủ xe một bộ lò xo để cho nó có độ bắt tốt hơn, tại lò xo cũ bị lún xẹp rồi. Thì anh em muốn làm nồi phu chờ 110 qua bên độ xe Việt Nam á, bên mình sẽ tiến hành làm cho anh em, có mình là làm full zin đồ tốt chạy bền nha. Rồi chào anh em luôn nha. Rồi chào anh em phu chờ 110 nha. Tiến hành mình đắp cái nồi ha, trước khi mình đắp nồi mình rửa sạch sẽ cùng bố bắc càng cho anh em ha, để cho nó bơm nhớt tốt cho anh em. Đó, rửa xong rồi tiến hành lắp ráp nha. Rồi mình tiến hành là cho cái bố sắt vô cái đế nồi nha. Đó, full cấu hình là 4 bố và 3 sắt mới nha. Rồi, tới mặt mặt ép ha. Mặt ép nồi nha. Đó. Ép nồi có 4 chân á. Rồi mình tiến hành xiết cái lò xo nồi nha, full là 4 cái luôn nha. Xe này thì mình đi cấu hình là cái phun bộ mới sâu luôn nha, bố sắt, đế nồi, lò xo, mặt ép với chuồng heo mà vẫn giữ lại nha anh em. Rồi mình tiến hành cho cái nồi trước nồi sau ha. Đó, cho anh em cho cái chuông nồi trước với cái nồi sau trước nha. Rồi mình tiến hành cho cái bố bắc càng vô sau. Đó, nó sẽ dễ hơn là anh em cho cùng lúc nha. Rồi tiến hành mình kiểm tra lại, bắt đầu mình sẽ cho cái lòng đền nồi với tán nồi vô nha. Đây mình làm phun cái nồi chiếc phu chờ 110 nha, phu chờ 1 nha ha. Phun của mình nồi bố thái luôn, chạy là bảo bóc cho anh em. Rồi tiến hành cho cái lòng đền chặn phe, lòng đền outside với tán nồi trước vô nha anh em ha. Đó, mình sẽ bắn nồi rồi mình lắc kê luôn. Rồi tiến hành bắn nồi trước nha anh em. Mình sẽ lắc kê cái lòng đền chặn phe nha, lắc kê tất cả cái lòng đền, lắc tất cả các phe lại luôn ha. Đó. Rồi tiến hành cho còn muỗng như nữa là mình sẽ hành chỉnh nồi và test thử cho anh em nha. Full cấu hình nồi bố thái cho chủ xe, thay luôn bạch đạn nồi cô nhật cho chủ xe luôn nha, chạy cho nó ngon nha. Rồi chào anh em nha. Mình chạy để thử cái xe full turbo nha, làm mà full cấu hình nồi thái nha, chạy bao nhẹ bốc cho anh em vô ha. Mày với thằng Vũ rồi chơi rồi hả? Bố thái nha, nhẹ nhàng thôi, không có phải là nồi bố thái cho chủ xe nha, quá nhẹ nhàng cho anh em nha. Anh em muốn làm nồi thái full zin chạy bốc nhẹ xe của độ xe Việt Nam ha, mình tiến hành làm cho anh em cả full nồi trước nồi sau nha. Đó, mình sẽ thay bố chứ mình không đi dán bố nha. Nói chung là anh em không có điều kiện thì mình sẽ dán lại, có điều kiện thì mình sẽ thay mới cho anh em. Dọn bốc cho anh em liền ha, không vô luôn, vô vũ luôn rồi. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ độ xe Việt Nam, mình sẽ bắt đầu rồi ghê, nó bắt đầu lên hội cho sĩ. Đó, cái nồi mình làm cho anh em là êm ru nha, êm ru nhẹ nhàng, không có tiếng kêu hết nha. Đó,
thích luôn cái lỗi của số nặng cho chủ xe. Rồi, cảm ơn anh em nha. Mình sẽ viết giấy bảo hành đây, phiếu bảo hành cho chủ xe luôn. Này tuần sau chủ xe qua bên mình sẽ chỉnh lại một lần nữa anh em.